chính trị Mác Lê là một thí nghiệm thất bại, đầy máu và nước mắt của nhiều dân tộc đáng thương, trong đó có dân tộc Việt Nam. Đã đến lúc mọi con dân đất Việt còn lương tri, bất kể quan điểm chính trị, phái tính, tôn giáo, đứng lên lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Nguyên Thạch với tựa đề "Đã đến lúc kết luận và Đảng Cộng sản Việt Nam là tai ương, là thảm họa, phải dẹp bỏ cơ chế tồi tệ này". Chủ nghĩa xã hội đã thực thi trên 80 năm cho miền Bắc và hơn 44 năm cho cả nước, với những hệ quả tồi tệ của nó, thiết tưởng đã là quá đủ. Người dân Việt Nam không nên kéo dài tình trạng này mà phải dẹp bỏ cái thứ chủ nghĩa hoang tưởng mà nhân loại văn minh đã ném nó vào sọt rác đã lâu. Hệ lụy triền miên của gần 45 năm đã chẳng những không giảm mà ngược lại ngày càng tăng một cách vô vọng, không thể nào thay đổi được để khá hơn. Độc tài, độc đảng, tham nhũng, nhũng nhiễu, nhượng đất dân biển, thuần phục ngoại bang tàu cộng, nợ công chồng chất theo dòng thời gian tỷ lệ nghịch với giới quan chức cán bộ ngày càng giàu sụ trong khi đất nước vẫn tụt hậu, thậm tệ so với láng giềng. Tất cả chỉ là cái thứ bánh vẽ mà Đảng Cộng sản Việt Nam cố gắng trí trá, điểm hoa tô mực để mừng vui cho những ngày trễ hội mà ngày ấy thì sẽ không bao giờ đến. Ngày hội ấy, nếu nói theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì không biết đến hết thế kỷ này, xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hoàn chỉnh chưa? Tại sao chúng ta lại quá mê muội để hy vọng vào những cơn mộng tưởng hoang đàng? Tại sao các bác nông dân lại hoan hỷ tính tiền trước cho mức thu hoạch trên cánh đồng 5 tấn mà không hề dự khoản cho thiên tai sẽ mất trắng? Tại sao anh thợ săn cứ đếm chim trên bầu trời mà nói là mình sẽ bắt được cho buổi tiệc tối nay? Tại sao nhà nước ghi vào ngân sách quốc gia hàng tỷ tỷ thùng dầu, hàng triệu tỷ mét khối khí ở thềm lục địa, khi ngoài kia ở Biển Đông kẻ cướp đang lăm le xâm chiếm? Tại sao lãnh tụ của một guồng máy chính trị lại ngây ngô nghĩ rằng Trung Quốc giúp ta đánh thắng Mỹ ngụy, nay họ cần mấy đảo toàn cứt chim ỉa thì cứ cho mượn, sau này họ sẽ trả lại? Tại sao dân ta vẫn cúi đầu trước bao nghịch cảnh đầy nghịch lý của cái thứ xã hội mà Đảng Cộng sản đã nắn ra? Tại sao và tại sao, hàng nghìn nghi vấn tại sao cứ luôn chực chờ trong suy nghĩ của người dân mà mãi mãi sẽ không có câu trả lời khả dĩ? Tôi chờ, anh chờ, em chờ, bố mẹ, bạn bè, ta cùng chờ. Chờ đến bao giờ? Tôi khóc, anh khóc, em khóc, bố mẹ, bạn bè ta cùng khóc, khóc đến bao giờ cho cạn nguồn nước mắt? Tôi ỷ lại anh ỷ lại em ỷ lại cha mẹ ỷ lại bạn bè, tất cả ỷ lại, để rồi bỗng một ngày mọi người đều sụp vào hố thẳm buồn nhơ, dìm sâu biệt dạng. Khởi hành cho chuyến xe cuộc đời mà không biết điểm đến, vậy thì ta đi đâu? Nhốn nháo, chen lấn, đi tìm mà không biết mình tìm gì, có phải đó là sự hoài công? Cuộc sống chẳng có hy vọng, cũng không có niềm tin thì đó là một cuộc sống của loài cây cỏ và dã thú. Loài thú chỉ biết chăm sóc cho bộ lông riêng mình và cấu xé lẫn nhau để tranh miếng mồi, chứ không hề có bất cứ một quan niệm nào về chia cơm xẻ áo. Cây cỏ chỉ đâm chồi, nở hoa, kết trái rồi tàn lụi chứ không bao giờ có suy nghĩ. Cũng như cỏ cây và dã thú, nếu con người không biết đau đớn về cảnh nước mất nhà tan, không biết nhục khi phận mình, gia đình mình là tôi tớ, không thấy nhói tim khi biết đứa bé vô tội con nhà ai bị mổ lấy từng phần nội tạng, và cũng không biết thẹn khi dân mình đi làm đỉ. Hãy tự lấy dao cắt lên phần da thịt của chính mình để nhận thấy được nỗi đau này. Có phải chăng 80 năm đã làm cho miền Bắc tê tái, 44 năm cũng đã khiến cho cả nước liệt kháng dưới một chế độ luôn tự cho rằng họ văn minh gấp vạn lần chủ nghĩa tư bản? Chuỗi thời gian dài gần cả 45 năm cho một dân tộc bị đọa đày cùng nhận lãnh xiết bao lừa dối,
từ lý lịch và hành tung mù mờ của một tên tự tô vẽ cho mình là lãnh tụ, là cha già của dân tộc, đã quy tụ một lũ đồ đệ đầu đường xó chợ, chăn trâu thiến ngựa, du côn láo cá, du thủ du thực, chửi cha chém chú, thành một băng đảng cướp hung tàn. Từ cải cách ruộng đất cho đến xâm hại miền Nam đã gây nên bao oán hận mà không bút mực nào tả xiết. Từ hèn hạ quy thuận ngoại bang phương Bắc đến dâng hiến cả núi sông biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp, đẩy cả dân tộc vào gông cùm nô lệ mà phạm vi một bài viết ngắn không thể nào kể hết được. Hỡi người dân Việt, hỡi tuổi trẻ con hồng cháu lạc, tất cả sự thật đã được phơi bày ra trước ánh sáng của nền tin học hiện đại. Không còn viễn vông, không còn nghi ngờ gì nữa, mà đã đến lúc phải kết luận Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là tai ương, là thảm họa, phải dẹp bỏ cơ chế tồi tệ này để tự cứu lấy mình, cũng như cứu lấy cả dân tộc trước hiểm họa bị xóa sổ trên thế giới dưới hệ thống tiếp tay cho giặc phản bội đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đầu tuần qua, lãnh đạo của Bộ Công an đã cho tổ chức cái gọi là Hội thảo khoa học tại Học viện Chính trị Công an với tên gọi là Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân. Dưới sự điều khiển của Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Thành, hội thảo này còn huy động sự có mặt của những nhân vật hết sức cuồng tín trong hệ thống tuyên giáo Cộng sản hiện nay như tay giáo sư Hoàng Chí Bảo, các cựu tổng biên tập báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, cựu giám đốc Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã bàn luận nhiều lần, Hồ Chí Minh hiện vẫn đang là một trong những trụ cột, giá đỡ quan trọng cho sự tồn tại, kéo dài của chế độ độc tài phản động hiện tại. Do đó, các cơ quan tuyên truyền của chúng luôn phải tiến hành các hoạt động nhằm bảo vệ, củng cố, duy trì hình ảnh giả tạo của Hồ trong công chúng là một nhu cầu sống còn đối với sự cầm quyền của bọn chóp bu. Ngoài nhu cầu chính trị tồn vong này, tổ chức hội thảo cũng là một cách để bọn chúng có cơ hội giải ngân, vơ vét và chia chác công quỹ một cách hợp pháp và hợp lý. Như anh chị em chúng ta đều biết, mọi đại biểu hoặc khách mời của hội thảo luôn luôn được phát các phong bì, bên trong là một số tiền mặt lớn nhỏ tùy thuộc vào vị trí, chức sắc của người nhận. Đây là những chi phí bất thành văn của mọi cuộc họp bàn, hội thảo trong hệ thống chính trị hiện hành. Những chiếc phong bì tiền trong các cuộc hội thảo không chỉ chứng tỏ nạn tham nhũng tại Việt Nam đã trở thành hệ thống, nó còn là dấu chỉ rõ ràng của sự phá sản về lý tưởng, tư tưởng, niềm tin trong nội bộ đảng Hồ Tàu. Bởi nếu không có các phong bì tiền, sẽ không có ai thừa thời gian, sức lực để đi dự các cuộc hội thảo do bọn lãnh đạo tổ chức. Tuy nhiên, ngay cuộc hội thảo có tính chất lừa mị, tham nhũng này đã tự cho thấy hệ thống tuyên truyền khổng lồ của bọn chóp bu cầm quyền đang tỏ ra mệt mỏi, bất lực trước các sự thật không thể phủ nhận về Hồ Chí Minh đã và đang được bạch hóa trước công luận. Tay Thứ trưởng, Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Thành đã phải rầu rĩ thừa nhận rằng, xin trích, việc quán triệt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân trong thời gian qua cũng đã và đang bộc lộ những thiếu sót, hạn chế nhất định như công tác này có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, nghiêm túc. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân vào thực tiễn chưa thực sự sâu sắc. Công tác đấu tranh phòng chống, diễn biến hòa bình, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, đạt kết quả chưa cao. Hết trích. Sự tự thừa nhận công khai có tính chất thất bại này cho chúng ta thấy rằng, ngay bản thân các tên lãnh đạo chóp bu hiện nay cũng đã cảm thấy rõ ràng sự phá sản về đường lối tuyên truyền, mị dân,
lừa đảo trong thời đại Internet. Với sự độc quyền tuyệt đối về báo chí, hệ thống TV, đài phát thanh, cùng với sự kiểm soát toàn bộ hệ thống giáo dục và sự kiểm soát gắt gao về Internet suốt hơn nửa thế kỷ qua, nhưng ngay chính lãnh đạo công an đã phải thừa nhận, lực lượng công an hiện nay đã không còn nhìn nhận Hồ Chí Minh như những gì bọn tuyên huấn mong muốn. Đây là một kết quả tất yếu, không thể khác, bởi dối trá, dù là dối trá tinh vi hay dối trá ngoan cố, không bao giờ có sức mạnh thuyết phục bằng sự thật. Thưa anh chị em và quý vị, sự thất bại của chế độ hiện nay trong vấn đề tuyên truyền dối trá về Hồ chính là một thắng lợi chung của tất cả những người Việt Nam yêu chuộng sự thật, yêu chuộng tự do, dân chủ. Đây cũng là một thắng lợi cho các thế hệ tương lai, con cháu của chúng ta sau này. Điều đáng mừng hơn nữa là ngay chính lực lượng công an, một lực lượng đang bị bọn chóp bu kiềm giữ, kiểm soát như một lực lượng kiêu binh, nô lệ, làm lá chắn sống cho cá nhân bọn chúng, cũng đã có sự tiến bộ, trưởng thành về tư tưởng, về cách nhìn đối với Hồ, đúng như sự thừa nhận của ông Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành. Sự tiến triển về nhận thức này đã diễn ra đúng như hoạch định và mong ước của Đài Đáp Lời Sông Núi ngay từ những ngày phát sóng đầu tiên. Riêng chuyên mục của chúng ta, trong suốt 8 năm qua, đã liên tục cùng nhau tìm hiểu, bàn luận rất nhiều lần để nhận ra và thấy rõ hơn bản chất xảo trá, độc tài, phản quốc của Hồ dưới cương vị là một lãnh tụ chính trị, một lãnh đạo quốc gia, thông qua những dẫn chứng, sự kiện lịch sử khách quan, không thể phủ nhận. Tuy nhiên, bọn lãnh đạo chóp bu hiện nay vẫn tỏ ra rất ngoan cố trong việc duy trì chế độ độc tài để tiếp tục bán nước, vơ vét của cải. Vì vậy, cuộc đấu tranh nhằm phơi bày sự thật về Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục và là một mặt trận quan trọng trong công cuộc cứu nước và giữ nước. Trong công cuộc cam go và đầy vinh dự này, mỗi anh chị em công an, an ninh và quân nhân chúng ta đều có thể đóng góp và trở thành một chiến sĩ thi đua xuất sắc trên mặt trận sự thật về Hồ Chí Minh. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, anh chị em trong chương trình tuần tới. Tạm biệt và hẹn gặp